Em xin chào các bác nhá. Đây hôm nay em test tiếp một cái chạm nguồn áp cao này. Chạm nguồn áp cao áp 700 nhá. Điện một pha zin 220V. Hàng Zicken của Nhật nhá. Đi kèm với đấy là một cây kích tổng tâm này. Cây kích tổng tâm 50 tấn. Lỗ là 43mm. Đấy, đi gọi mà hai sợi tuyô này. Dài 2,5m. Áp mắc 700 nhá, nhưng mà con này bây giờ em test áp cho các bác xem này. Cây xe lanh ra vào này. Nhưng mà em chỉ test áp 2-300 thôi nhá, tại vì ở đây em không có đổ gá nên là chỉ ép để cho an toàn thì em test áp nó thấp thôi. Đây, bật máy đây. Đây, máy chạy rất chi là êm nhá. Đồng hồ áp này. Đây là van cơ hai đường cầu. Đấy, cây xe lanh chạy lên này. Đấy. Rất chi là mượt mà nhá. Chạy lên này. Đấy. Áp lên này. Đấy, em test áp này. Đấy, áp 200. Áp 300. Đấy, cái xe anh chạy xuống này. Được chưa? Đấy, áp này. 300. Chiều lên chiều xuống nhá. Chiều nào cũng áp này. Đấy. Combo như này em đang bán với giá là 13 triệu nhá. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo số là 0985 324 456 hoặc số 0355 557 558 nhá. Em xin kết thúc video. Chạm này là 13 triệu, điện một pha 220V zin.